Quân đội Indonesia thông báo các nước ASEAN sẽ tổ chức diễn tập quân sự chung lần đầu tiên trên Biển Đông vào tháng 9. Quyết định được đưa ra tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 tổ chức ở Bali. Cuộc diễn tập quân sự chung giữa các nước ASEAN dự kiến diễn ra tại vùng biển gần quần đảo Natuna phía nam Biển Đông vào tháng 9. Cuộc diễn tập không bao gồm hoạt động huấn luyện chiến đấu, tập trung vào hoạt động cứu hộ và an ninh hàng hải với mục đích tăng cường tính trung tâm của ASEAN. Phát ngôn viên quân đội Indonesia cho biết cuộc diễn tập liên quan đến nguy cơ cao xảy ra thảm họa ở châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Biển Đông là khu vực có vị trí quan trọng, nơi có gần 1 phần 3 lượng thương mại hàng hải toàn cầu trị giá khoảng 3.500 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Thụy Điển thông báo nước này chấp nhận cho NATO triển khai lực lượng trên lãnh thổ trước khi gia nhập Liên minh quân sự. Trước mắt, thì Thụy Điển có thể cho phép NATO thiết lập căn cứ tạm thời để triển khai thiết bị và binh sĩ. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson ngày 9 tháng 6 thông báo, chính phủ Thụy Điển quyết định rằng lực lượng vũ trang Thụy Điển có thể chuẩn bị triển khai các hoạt động chung trong tương lai cùng với NATO và các nước thành viên của liên minh. Quyết định này nhằm gửi tín hiệu rõ ràng tới Nga và tăng cường khả năng phòng thủ của Thụy Điển. Các quan chức Thụy Điển cho biết, họ không chắc chắn về mức độ tham vọng lãnh thổ của Nga. Sau khi chiến sự Nga Ukraina bùng phát, Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu mới chỉ kết nạp Phần Lan trong khi thụy điển vấp phải phản đối từ hungary và thổ nhĩ kỳ Nền kinh tế của khu vực sử dụng đồng euro gồm 20 nước thành viên của Liên minh châu Âu EU rơi vào suy thoái khi các hộ gia đình cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Đây là nhận định của một loạt các ngân hàng và tổ chức kinh tế toàn cầu cho thấy những lo ngại xung quanh dự báo tích cực về triển vọng kinh tế của khu vực. Theo số liệu mới từ Eurostat, cơ quan thống kê EU, nền kinh tế khu vực Eurozone đã rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật từ đầu năm nay, giảm 0,1% trong hai quý liên tiếp. Eurostat trước đây đã ước tính rằng nền kinh tế của khu vực đồng tiền Trung châu Âu tăng trưởng nhẹ trong quý I, nhưng những thay đổi lớn đối với dữ liệu từ Đức và Ireland khiến dự báo bị đảo ngược. Cụ thể, Eurostat đã điều chỉnh dự báo kinh tế khu vực Eurozone từ tăng trưởng nhẹ 0,1% trong quý tư năm ngoái và 0,2% trong quý I vừa qua, thành suy giảm 0,1% cho mỗi giai đoạn. Hai quý suy giảm GDP liên tiếp được định nghĩa là suy thoái kỹ thuật. Các nền kinh tế Eurozone trải qua một năm đầy thách thức khi giá năng lượng tăng dẫn tới lạm phát leo thang. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã thực hiện các đợt tăng lãi suất tổng cộng là 3,75 điểm phần trăm kể từ tháng 7 năm ngoái để kiềm chế lạm phát. Những dữ liệu mới cũng làm dấy lên những nghi ngại xung quanh các dự báo tích cực về kinh tế khu vực cho cả năm nay. Ngày 7 tháng 6, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ tăng trưởng 0,9% trong năm nay, gần bằng một nửa so với nền kinh tế Mỹ. Nền kinh tế toàn cầu đã bắt đầu cải thiện. Chúng tôi dự đoán sẽ phục hồi vào năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, tại thời điểm này, đó là sự phục hồi đối với mức tăng trưởng toàn cầu thấp. Trong khi đó, giá năng lượng đã trở lại bình thường từ mức cao nhất vào năm ngoái, song giá lương thực tiếp tục tăng nhanh, làm suy yếu chi tiêu của hộ gia đình đối với các hàng hóa và dịch vụ khác. Chi phí vay của các hộ gia đình và doanh nghiệp tăng lên khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB tăng lãi suất hàng loạt bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, tác động đến hệ thống tài chính của khu vực Eurozone. Lực cản với tăng trưởng từ nguồn này có thể sẽ tăng lên trong những tháng tới với việc ECB báo hiệu sẽ tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp thứ 8 liên tiếp vào tuần tới. OECD dự kiến lạm phát khu vực đồng euro sẽ giảm xuống 5,8% trong năm nay, từ mức 8,4% vào năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của ECB là 3,2% vào năm 2024. Châu Âu đã tránh được tình trạng thiếu khí đốt vào mùa đông năm nay, nhưng chúng ta cần phải cảnh giác vì những điều kiện thuận lợi như khí ôn hòa sẽ khó có thể lập lại. Rủi ro vẫn còn nằm ở phía trước mặc dù chúng ta đã có những chính sách ứng phó đáng kể. Song những diễn biến căng thẳng địa chính trị có ảnh hưởng toàn cầu như xung đột Nga-Ukraine sẽ là những biến số khó lường. Một lý do khiến khu vực đồng Euro rơi vào suy thoái là Ireland, nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, đã sụt giảm tới 44,7% sản lượng của nhà máy trong tháng 3, có thể là do các công ty dược phẩm Mỹ hoạt động tại quốc gia này. Điều đó khiến GDP của Ireland giảm tới 17,3% trong quý 1. Một. một lo lắng nghiêm trọng hơn đối với các nhà hoạch định chính sách là Đức, thành viên lớn nhất của khu vực đồng Euro cũng bước vào suy thoái trong quý 1, làm dấy lên lo ngại về những dự báo triển vọng tích cực của kinh tế khu vực này. Ủy ban bầu cử Thái Lan đã yêu cầu kiểm tra lại số phiếu tại 47 trên 95.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước, những nơi có tổng số phiếu bầu không khớp với số lượng cử tri đi bầu. Ủy ban bầu cử Thái Lan đã yêu cầu kiểm phiếu lại tại 47 điểm bỏ phiếu ở 16 tỉnh thành trên toàn quốc trong đó có thủ đô Bangkok, do tổng số phiếu bầu không khớp với số lượng cử tri đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 14 tháng 5 vừa qua. Trong số 47 điểm bỏ phiếu được yêu cầu kiểm tra lại số phiếu bầu, 16 điểm bỏ phiếu phải ra soát lại số phiếu bầu nghị sĩ theo khu vực bầu cử, trong khi 31 điểm bỏ phiếu còn lại sẽ kiểm tra lại số phiếu bầu nghị sĩ theo danh sách đảng. Việc kiểm phiếu lại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 tới và Ủy ban Bầu cử kỳ vọng có thể công bố kết quả bầu cử chính thức trong tháng 6 này. Ngày 9 tháng 6, Trung tâm Giảm thiểu Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia cho biết, núi lửa Anak Krakatau nằm ở eo biển Sunda, tỉnh Lampung, đã phun trào bụi cao tới 3.000 mét. Núi lửa phun trào vào lúc 8 giờ 46 phút theo giờ địa phương, song không gây tiếng động lớn. Cột cho bụi bốc lên cao tới 3.000 mét. Hoạt động phun trào được ghi lại trên địa chấn kế với biên độ tối đa là 50 mm và kéo dài 13 phút 22 giây. Tới 10 giờ, núi lửa vẫn bốc khói dày đặc cao từ 50 đến 300 mét. Mức độ cảnh báo núi lửa đã được nâng lên cấp 3 trong thang cảnh báo 4 cấp độ của Indonesia, trong khi người dân được khuyến cáo trên các hoạt động trong bán kính 5 km quanh miệng núi lửa. Trong quá khứ, núi lửa này từng gây ra một số cơn sóng thần. Mưa to không ngớt chút xuống nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc, khiến cho nhiều thành phố ngập lụt. Cơn mưa lớn đầu tiên của mùa hè thường được người dân địa phương gọi là nước thuyền rồng. Ngày 8 tháng 6, bắt đầu chút xuống thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Đông Nam Trung Quốc với lượng nước 453mm. Đây là lượng mưa trong ngày tháng 6 cao nhất từng được ghi nhận ở khu vực này. Nước dâng đến nửa thân ô tô, lực lượng cứu hộ phải sử dụng xuồng cao su sơ tán người dân ra khỏi những khu vực bị ngập lụt. Tại Ngọc Lâm, thành phố gần Bắc Hải, mưa chút xuống 35 tiếng liên tục. Khu vực miền Nam Trung Quốc được dự báo sẽ còn tiếp tục ghi nhận lượng mưa lớn trong những ngày tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.